các bạn đã thấy khi mà nước thủy triều dâng lên thì những chiếc phao này nổi lên trên mặt nước giống như là ngư dân đang giăng lưới, nhưng thật ra chỉ là những sợi dây ngăn không cho người dân du khách tắm biển ở khu vực này. Vậy mà ở nơi đây nhà nước đã lập một cái bia tưởng niệm những người đã hy sinh trong cái việc xây dựng cái cầu cảng này, đặt tên là 914, bởi vì đã có 914 người chết vì xây cái cầu cảng này.